Chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Văn Lực của tôi. Chúng ta biết rằng là với một chiếc điện thoại thông minh thì ở trên này cài rất nhiều các cái ứng dụng, các cái chương trình, cho nên là sẽ không đủ cái dung lượng để cho chúng ta cài đặt các cái ứng dụng hay là các cái chương trình để kiếm tiền ở trên cái chiếc điện thoại như thế này. Tuy nhiên thì để thực hiện những cái việc này thì chúng ta có thể làm ở trên máy tính bằng cách là chúng ta cài đặt cái phần mềm giả lập Android cho PC. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta cài đặt một cái chương trình giả lập Android cho PC. Thì chúng ta chú ý ở trên này, chúng ta gõ vào cái thanh tìm kiếm của Google cái chữ là cài đặt phần mềm giả lập Android cho PC ở đây, thì nó sẽ hiện ra rất nhiều các cái kết quả. Đây, BlueStacks đây, hay là 10 phần mềm giả lập Android tốt nhất cho Windows này, vân vân. Hay là LDP Play, phần mềm giả lập Android nhẹ trên PC. Đây là một cái phần mềm cũng rất tốt, từ trước đến nay tôi cũng hay làm trên cái phần mềm này. Đây, BlueStacks đây. Thì ta có thể bấm vào đây để ta tải cái phần mềm này về. Đây, ta bấm vào đây. Nó sẽ có cái chức năng tương tự như là một cái điện thoại thông minh của chúng ta, có thể cài đặt được tất cả các cái ứng dụng ở trên máy tính. Để chúng ta bấm vào tải Blue về, nó bắt đầu nó tải xuống rồi. Đây, chúng ta xem ở dưới cái góc trái của màn hình thì chúng ta thấy cái chữ Blue ở đây thì nó đã tải xong rồi. Đây, có cái biểu tượng của cái phần mềm giả lập ở đây. Chúng ta bấm vào cái mũi tên này, chúng ta vào cái chữ hiển thị trong thư mục này. Đây là cái mà tôi đã tải về. Thì ta sẽ bấm vào đây để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này, cài đặt cái phần mềm này. Đây, ta nháy đuốc vào đây. Đấy, chúng ta bấm vào Intact, cài đặt. Đấy, bây giờ chương trình sẽ download cái phần mềm này về máy tính. Đây là tổng là 542 MB, cái này cũng rất là nặng. Đây là đối với cái máy mà có cái cấu hình cao như máy của tôi thì người ta sẽ sử dụng cái phần mềm Blue này. Còn những bạn nào mà máy cái cấu hình mà thấp hơn thì ta có thể tải cái phần mềm khác. Đây, ta có thể tải cái phần mềm đây này, LDP Play đây cũng được. Đây, ta có thể tải cái phần mềm LDP Play, tải cái này về. Rồi này, như máy của tôi cái cấu hình cao hơn thì tôi sẽ tải cái ứng dụng. Đây, tải cái này. Đấy, nó đang download cũng rất là nhanh. Để cài cái này thì chúng ta phải có cái nối mạng Internet nhé. Sau khi cài đặt xong cái này rồi thì chúng ta cũng có thể biến một chiếc máy tính của chúng ta thành một chiếc điện thoại thông minh. Giống như là ở trên điện thoại, ta có thể cài đặt vào đây tất cả các cái ứng dụng, tất cả các cái trò chơi mà chúng ta cần, hay tất cả các cái dự án kiếm tiền trên mạng mà ta hay sử dụng trên điện thoại thì ta cũng có thể làm được ở trên máy tính với cái ứng dụng Blue này. Và trong các cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta cài đặt các cái chương trình để kiếm tiền từ điện thoại, có thể là cài đặt ở trên cái ứng dụng này để chúng ta làm trên máy tính của chúng ta. Đây, chuẩn bị download xong rồi, 412 MB rồi. Máy của tôi nó làm chạy cũng rất là nhanh. Đấy, gần xong rồi. Rồi, chương trình giải nén và cài đặt vào máy. Đây là nó đang giải nén file đây. Đây là tôi đang cài đặt bằng hình thức là online. Còn nếu như chúng ta mà không có mạng thì chúng ta tải về và cái file khác để cài đặt theo hình thức là offline thì chúng ta phải tải cái file khác. Cái phần mềm giả lập này rất là nặng, cho nên là những cái bạn mà có cái máy cấu hình thấp thì chúng ta sẽ cài cái phần mềm khác như lúc nãy mà tôi đã hướng dẫn. Còn máy mà cấu hình cao như máy của tôi thì mới nên cài cái ứng dụng này. Đây, chương trình bắt đầu cài đặt rồi đây. Intact đấy, đang cài đặt đấy. Rồi, như thế là ta đã cài đặt xong rồi. Đấy, bây giờ chương trình nó đang khởi động. Đây, ta vào Google Play này. Rồi, ta bấm vào đây. Rồi, ta điền cái mail
Để chúng ta đăng ký một cái tài khoản trên Google Play vào. Rồi, next này. Đây là cái bước xác minh hai bước đối với cái tài khoản của tôi, thường thường là như thế. Rồi, như thế là ta đã đăng ký xong cái một cái tài khoản trên Google Play ở trên cái phần mềm giả lập Android rồi. Và từ bây giờ trở đi thì ta có thể lên cái chương trình này để ta có thể cài đặt bất kỳ cái ứng dụng, bất kỳ cái trò chơi nào ở trên cái chương trình này, và ta có thể chơi tương tự như trên điện thoại của chúng ta. Quý vị thân mến, như vậy là trong cái video này thì tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn là cách cài đặt cái ứng dụng giả lập Android trên máy tính. Đây là cái phần mềm Blue. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.